Hello anh em, theo cầu anh em thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em về một cách chỉnh sửa trang điểm hay chỉnh sửa điểm của robot pha nút nha. Đây, dòng này là pha nút robot R2000IA. Thì cứ băng dậy này thì anh em cứ làm theo hướng dẫn thì sẽ được nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn đầu tiên, bắt đầu vào chỉnh sửa điểm. Mình muốn thay địa vị trí điểm thì mình sẽ làm như thế nào? Rồi đây là một chương trình mình đã tạo sẵn, một chương trình và vị trí của robot. Rồi mình tiến hành tray vị trí đầu tiên cho anh em xem là, rồi mình sẽ sửa điểm và mình tray lại nha. Ok. Rồi đây, mình sẽ tray điểm. Tray thì sẽ nhờ giữ shift nè, bấm shift, bấm reset. Đó, rồi mình sẽ tray điểm, thì lúc này mình sẽ tray điểm nha. Đó, robot sẽ di chuyển. Rồi, đó, đang di chuyển sang điểm thứ hai. Đó, ở một vị trí khác nha. Rồi chơi tiếp điểm, tiếp tục nè, tiếp tục. Ok đó. Rồi nếu như mình muốn sửa điểm á thì mình cứ phải đầu tiên thì phải chơi đúng vị trí, tới ngay vị trí cần sửa. Xong rồi chơi đúng vị trí cần sửa xong rồi mình sẽ di chuyển robot đến vị trí mà mình sửa để ok đó, để sửa ok đó thì mình sẽ tray tới điểm đó. Xong rồi mình sẽ lưu điểm. Nó có hai cách, thì mình sẽ, nếu mình đang giữ shift thì mình bấm F5 này, bấm F5 đó thì là vị trí lưu, nó đã lưu thay thế từ điểm vị trí của mình di chuyển vô vị trí của điểm B1. Đó là lưu cách đầu tiên. Cách thứ hai thì mình cũng tray tới, xong rồi mình sẽ bấm vào F1. Bấm vào F1 thì nó cũng sẽ lưu vị trí tiếp theo. Đó, F1 đó, nó cũng lưu. Nói chung là hai cách này, bấm shift F5 hoặc là thả shift bấm F1 thì nó giống nhau. Mình muốn sử dụng cách nào vẫn thì cũng được. Rồi, ok, đó là cách sửa điểm mà anh em yêu cầu. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn thêm phần chèn điểm, xóa điểm. Rồi giờ mình muốn chèn thêm điểm đúng không? Ngay vị trí đó mình muốn chèn thêm một điểm thì mình sẽ tray tới, rồi mình sẽ chọn vào nút F do mũi tên. Đây, bấm vào có chữ EDCMD, mình sẽ chọn vào F5. Đó, nó sẽ hiện lên một dòng Insert, Delete, Copy, Files, Replace, Register Number, Command, Undo. Đó. Rồi thì nếu mình muốn chèn điểm á thì mình chọn vào Insert, xóa thì chọn Delete, Copy thì chọn số 3 này đó. Rồi giờ mình chèn điểm đúng không? Mình sẽ chọn vào số 1. Mình chọn số 1, bấm số 1 hoặc là bấm Enter vẫn được. Đó. Rồi nó hỏi bạn muốn chèn bao nhiêu điểm vào vị trí này. Thì mình muốn cho một vị trí thôi, một điểm thôi, hoặc là hai điểm này đó, hai, số 2. Ok, thì nó chèn cho mình hai vị trí trống. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển robot đến một vị trí mà mình cần chèn vô đó. Rồi mình sẽ lưu, bắt đầu lưu mới thì mình chọn F1. Không, mình sẽ tắt cái phần này đi. Tắt cái phần này này, mũi tên dấu F, mũi tên đó. Rồi mình sẽ bấm F1. Đó, mình chọn tốc độ. Nếu mình muốn lưu nhanh á thì bấm F1, mình chọn phương thức lưu là phương thức di chuyển là Muji, Muller rồi đó. Còn nếu mình muốn lưu nhanh á mà giống như ở trên á thì chúng ta giữ shift bấm F1, đó là nó lưu vị trí B8. Nó lưu luôn B8. Rồi, tiếp theo mình di chuyển tiếp. Mình muốn lưu vị trí
số 2, rồi mình vẫn lưu, mình bấm F1. Bấm F1 thì lưu tiếp tục. Đó, đó là cách lưu điểm. Rồi tiếp theo cần xóa điểm. Xóa điểm mình vẫn bấm vào nút F này, F5, chọn số 2, delete. Phần xóa thì mình không cần phải tray đến vị trí của hiện tại, mà mình chỉ cần di chuyển con trỏ chuột đến vị trí mình cần, điểm điểm mình cần xóa. Ví dụ mình muốn vị trí cần xóa từ số 7 số 8 đi, số 7 số 8 mình mới chèn vào đúng không? Đây, B8 B9 là mới chèn vào, là số 7 số 8 này. Rồi mình sẽ vào số 2, chọn delete. Chọn delete. Rồi đó, mình lướt xuống số 7 số 8, mình muốn số 9, số 10 gì đó, đó mình cứ kéo xuống. Rồi chọn F4, chọn Z. Chọn F4. Đó là nó xóa xong. Ok, rất là đơn giản. Rồi tiếp theo mình muốn copy. Thì copy thì vẫn tương tự, cũng bấm F5. Xong rồi vào copy. Đó, mình chọn link copy F2. Rồi move copy vị trí B5, B6, B7. Copy. Enter. Rồi copy B5, B6, B7 xuống phần dưới đây. Mình sẽ pass. Chọn theo vị trí F2. Đó, nó sẽ pass ra B5, B6, B7. Rồi ok nha. Đơn giản thôi. Rồi đó, đó là phần chèn điểm. Nếu thấy hữu ích thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh. Và cần có thắc mắc gì thì anh em cứ comment xuống dưới, và mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em.